Rồi, xin chào mọi người nha. Mọi người mới nhiều sức khỏe nha. Nó tiếp tục đi chân đêm mọi người. Nó đi chơi chả cá tiếp. Chạy ban đêm. Không biết thành quả mới có còn gì không đây. Đang chuẩn bị chạy phát, đang chạy phát đầu tiên nha. Hy vọng là hôm nay em cậu bà cậu cho mình được túng mẻ cá to mọi người. Quay cho mọi người xem nha. Túng chừng chục ký rồi. Không còn nhiều mọi người. Nhưng nó đủ ăn. Kéo gọi. Cầu chừng rồi, lên hàng nha mọi người. Mà xuống tới đây ghê ta. Nó to xuống tới đây mà. Đừng con cá hổng ai. Rồi. Con tôm nào? Cây không? Rồi, bắt đầu tiên có con nào mọi người? Đây, ban đêm tới hùi tới hùi. Rồi, lên hàng tiếp mọi người ơi. Bắt con hai nha. Bắt đầu tiên cho con nào ta mọi người. Con hai mới có con nào đây. Rồi. Bắt con hai cũng như vậy, phát cái đầu tiên mọi người ơi. Rồi mình đi tiếp thôi. Rồi mọi người ơi. Tôi phát nữa nha. Không nè. Cá bự không? Rồi, tiếp tục mọi người. Phát nữa nha. Bây giờ chưa có con nào á. Không đủ nó đâu chảnh đâu cả thì giận chứ đó, giận đây nè. Bây giờ nó chạy lên vô đó rồi đó. Ôi. Bình thường. Về lại cho tài. Không, anh giận chảnh luôn. Anh về lại 5 cái tụ đó cho. Trời ơi. Còn hơn ngủ một cái dập mày bơi nữa. Thì nó chạy giờ nó chạy vô cái tâm cái ấy rồi. Không trốn. Nó lên tim mày kìa. Lên tim nó không thấy vậy? Lên cá rồi đó, lên tim thấy rõ ràng luôn. Rồi, lên hàng tiếp mọi người ơi. Cá bự lạnh luôn, cá to quá. Vô đây nè, nhóc này nè. Tôm nè. Tôm rồi kìa mọi người. Tôm đâu? Tôm đâu? Heo. Rồi. Vẫn không có. Vẫn không có. Chỉ có một con tôm nhỏ nhỏ. Rồi, lên hàng mọi người. Có con gì ở đây? Ồ, được một em mà mọi người ơi. Đọc không? Cuối cùng cũng có thành quả. Cùng em cá sơn. Một em cá sơn mọi người ơi. Đây mọi người, nãy trời dính được con cá sát nha, xíu không có quay nha. Một con tôm nhỏ nữa. Nè mọi người, con tôm nha. Tôm bé bé xin xin. Rồi, đang chuẩn bị chạy bắt nữa mọi người. Rồi mọi người, lên hàng nha. Hy vọng phần này sẽ có con cá khủng khủng mày. Lên hàng. Xe lại. Có con gì ở đây? Nó, một con cóc mọi người ơi. Một con mè luôn mọi người ơi. Rồi rớt luôn rồi mọi người ơi. Sao vậy? Rớt mất tiêu rồi. Rớt hả? Rớt con cóc rồi. Tức mạnh lắm mà cho cái gì thiếu tại. Rồi, được có một con cóc với một con mè. Cái mẹ nào có tên rồi nó tụt xuống nó rớt luôn. Ờ, tên tụt xuống chưa lọt cái lúa túi mà. Còn con cá mè rớt cá cóc rồi mọi người. Mẹ cái sơn luôn đi. Cái sơn hả? Cái sơn mọi người chứ không có cái mè. Đó, mọi người sơn nha. Rồi, tiếp tục thôi. Rồi mọi người ơi, nó dính được con cá cóc nè, nó xíu xíu. Nè, con tay à, đừng thả nó luôn nha mọi người. Cho nó đi đi, mọi người chịu lớn rồi mình bắt nó. Đây, cho bơi đi.
này đâu. Bơi đi mày. Rồi, giờ mình tiếp tục thôi nha mọi người. Rồi mọi người, được một em cá gì bự bự. Xác cái dứa gì á. Đó. Rồi, con này thì nó chưa đủ người ăn rồi đó. Gì vậy ta? Cái này có xác ta? Đây mọi người. Như cái xác mọi người. Được một con nha. Rất là to nha. Con này người ăn phải gu. Rồi, mình tiếp tục thôi. Rồi mọi người, nhìn được màu em chép nhỏ mọi người. Chép màu. Đây. Màu trắng nha. Đó. Giờ mình cũng thả nó luôn. Đây. Màu em chép nha. Ôi này con ngà chép vàng. Cái này nó cũng đẹp lắm à. Rồi, giờ mình thả nó đi, bự mình bắt nó. Rồi, đi tiếp rồi mọi người. Rồi mọi người, được ba con cá lên. Nhỏ nhỏ không? Nay cá nhỏ nhỏ không mọi người? Chưa có con nào bự hết đó. Đó, một con nha. Đây, một con. Bà em Linh. Định lên lên. Đây, một con, hai con. Còn một con nữa. Nó đi toàn cá nhỏ không mọi người. Chưa có con nào bự á. Đây, một con nữa nha, ba con nha. Đó, ba em. Rồi, giờ tắt bỏ bọc thôi. Rồi mọi người, đang dướng đá nha. Có được mớ cá. Còn cứ ngắt như cái gì? Đây dương à, dương đá nó được một con cá mè đang cầm trên tay nha mọi người. Con nhé. Nó bị mẹ ra hết rồi. Cái gì? Cá nó ra nó lòm út ra. Nè đây còn cục đá. Nè. Cá linh linh nhỏ nhỏ nè. Rồi rồi. Rồi xảy nữa mọi người. Cá linh quá tài luôn. Nhỏ nhỏ không à. Ủa mẹ bạn đây trời đá không. Để mà tắm. Cơm mà đá không muốn thằng dịch luôn. Rồi, bị lên hàng mọi người. Có con gì mày? Nó ra tên gì? Nó. Trời ơi con gì đây? Con cá mẹ. Này con. Ô, có lý quá. Thấy chưa? Cạn queo gì mà có cá. Chưa. Thấy cô. Hai con mẹ mọi người ơi. Cạn queo mà có cá nha. Nó lòn quýt có mấy con luôn. Mà mở ra ta. Có hàng rồi mọi người. Ôi, cũng có hàng bự rồi. Mấy em, mọi mẹ lên xuống lấy túi nha mọi người. Lưới thấy có đem đầu dính lưới rồi bỏ trên bờ rồi. Đây mọi người. Hết vậy? Đây hai cái mẹ. Ồ mấy cái linh đụng đụng vô kịch luôn. Mấy cái linh đó lên lỗ 3 phần dính á. Rồi mọi người ơi, chuẩn bị hốt phát tiếp theo nha. Nghe đống trà này nè. Hốt nè. Đó. Ôi ôi cá bay luôn. Nhảy luôn. Quá dữ mọi người. Vừa hốt xong là cá nó bay liền. Quá tệ cái linh này. Có con cá mè nào không đây? Lên hàng mọi người. Có cái linh không? Đó, hai ba con luôn. Cái gì đây? Cái mè hay gì? Đây. Ôi mày rảnh không? Cá linh. Linh nè. Lên trước luôn hả? Ok. Lên lắm cái lên đấy. Con cá mè giảm. Con cá mè ấy mà. Mè mọi người ơi, hai con. Đi đây coi, đi đi. Giỡn rồi nhé. Đây, chạy mé. Mé gì, tông đi, trời mới dễ.
Nhắm cái lên đây, cái lên rồi. Nè. Sát bờ có cá không ha? Mà em có cá mà. Đó, tôi đây thả anh luôn. Đây hai cái mèo rồi, thả nó luôn mọi người. Nhỏ quá, bắt con cá linh được rồi. Đây giờ thả nó nha. Nó còn cá thả không mọi người? Đó. Nó không bệnh gì. Đó. Rồi. Mình tiếp tục thôi nha. Đã đủ mình trả mấy cái linh kia tuần đã. Rồi mọi người, tiếp tục có cá tiếp, cá mè. Đây, nó nằm đây. Một chút xíu xíu nữa. Thả nó tiếp mọi người ơi. Đây coi. Đi. Chạy không? Đây, mình thả nó tiếp nha. Mình cho chạy. Rồi, bài đi. Đây, cá nè. Lội ra, lội ra. Lội, lội, lội. Mới thả nó ra. Bắt được luôn. Đây. Đó, đó. Đó. Mời. Hả, ta đem lưới ta văng chịu. Rồi, tiếp tục không mọi người. Rồi mọi người, được một con càng mọi người. Quá ngon, một con càng đen. Con mẹ rồi ai ai vũ dưới luôn gì má. Đó. Nhất nãy giờ luôn á. Quá đi mọi người. Đây, một con càng nha. Rất là sung. Nè. Đó. Đây, con càng nha, càng hết hồn không? Rồi, tiếp tục không mọi người. Rồi, có hàng tiếp mọi người. Một con nữa, một con này nhỏ hơn con nãy. Đó. Nãy giờ chạy chỗ này nè mọi người. Đây mọi người. Đó, con này nhỏ hơn con nãy nha. Con này càng nhỏ hơn. Rồi, chuẩn bị hốt phát nữa mọi người. Đó, xung rồi mọi người. Nãy giờ không có con gì hết trơn, tự nhiên chạy được hai con tôm. Rồi. Có anh quay tiếp nha mọi người. Mọi người, lên hàng mọi người. Có con gì không đây? Tội lỗi nó phùng ra quá tà luôn mọi người. Dính con tôm càng quá bự rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Quá trời ngon mọi người ơi, một con tôm càng rất là khổng lồ. Quá trời con tôm rồi. Quá trời con tôm mọi người. Hết hồn. Kì có tôm á, kì cái lên luôn. Quá trời. Hết hồn cái cây mọi người. Quá êm luôn. Nhìn mưa cái cây bị chạy chụp mất ba lửa. Giờ không có con tôm nữa ta. Trời ơi, tầm nguyên cây cũng hay vậy ta. Canh cũng chính xác chứ ha. Không lố ngoài miếng nào luôn. Rồi mọi người, tiếp tục nha. Trời dè phát nó về mọi người, nước lớn rồi. Nay khắc khu bị bể đầu rồi. Sáng. Rồi mọi người, lên hàng phát cứu nha. Không có con nào vậy? Dòng con cá hủng mà. Đó, con gì đây? Đó, mọi người ơi, được một con cá linh. Hai con luôn, quá im. Phát cứu cũng được hai con. Em định mồi em sang nha. Đó. Bọc của mọi người. Này túng manh. Tôm gì túng cái bọc. Nữa không tài, ngoài đó không tài. Chơi luôn à. Đây, tới bãi của bè hộp của mình này nè. Ngay gần cái dầu. Đèn chén kìa. Đổ này gì.
Trời mưa ơi, anh quá này được có nhiêu đây nha. Trời ơi, có 4 con. Đủ ăn mì tôm ăn. Đủ ăn mì tôm mọi người, 4 con tôm người con đủ ăn có mì tôm. Đó. Có 4 con tôm là tầm tầm à, còn nhiều mấy cá nhỏ nhỏ không mọi người. Đây, được mấy cá nhỏ nhỏ nha. Nói về nấu canh chua ba người nhậu được rồi mọi người. Quá tài. Này khắc khu. Mẹ không? Đỡ không cái bữa mà cái chạy. Này. Cái chạy nó dính con cá mập đi. Đây mọi người. Khắc khu nha mọi người. Rồi mọi người. Mình cũng xin kết thúc phần kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký like chia sẻ giúp anh em mình nha. Bye bye mọi người. Tối rồi, giờ về ngủ thôi.